Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đã đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Các sĩ quan của lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine đã phá hủy một kho đạn dược của Nga tại Donetsk. Theo Pravda, kho đạn đã bị các đơn vị trinh sát trên không thuộc lữ đoàn tác chiến Karada số 15 phát hiện. Trích báo cáo ngày 25 tháng 9 cho biết một vụ nổ xảy ra khói bốc cao 10 mét. Lực lượng vệ binh đã phá hủy kho đạn dược của Nga trên mặt trận Pokrovsk. Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh lực lượng Nga đang tập trung tấn công trên mặt trận Voleda ở Donetsk, vốn là điểm nóng được Ukraine đánh giá là đang dần ổn định. Gần đây nhất, các lực lượng Ukraine cũng đã phá hủy một trong những hệ thống phòng không tầm trung mới nhất của Nga. Trong thông báo đăng tải trên trang X, chính phủ Ukraine nêu rõ các binh sĩ Ukraine đã phá hủy hệ thống phòng không Buk-M3 của Nga. Kiev cũng đăng tải đoạn video cho thấy cuộc tấn công vào hệ thống phòng không này. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ cho rằng cuộc tấn công dường như được tiến hành tại một địa điểm ở phía đông thành phố Rinsk ở Kursk. Bộ Quốc phòng Ukraine không nêu rõ thời gian hoặc đơn vị tiến hành cuộc tấn công này, nhưng tiểu đoàn phụ trách các hệ thống không người lái 413 cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào hệ thống tên lửa đất đối không bấc M3. Trước đó, Ukraine cho biết tiểu đoàn 413 đang hoạt động tại Kursk cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã gây ra những tổn thất kinh tế nặng nề cho Nga. Trang web về các vấn đề quân sự BulgarianMilitary.com đưa tin, cuộc xung đột Nga-Ukraine bắt đầu từ năm 2022 đã tạo ra những tác động to lớn không chỉ về mặt quân sự mà còn về kinh tế đối với Moscow. Nguồn tin này dẫn ước tính của Janis Clark, nhà nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu An ninh và Quốc tế SVKP của Đức cho biết, Nga đang gánh chịu thiệt hại khoảng 319 triệu đô la Mỹ mỗi ngày vì xung đột. Con số này được tổng hợp dựa trên các số liệu tài chính nguồn mở và bí mật của Nga, cho thấy mức độ hao tổn nặng nề từ cuộc xung đột kéo dài, chi tiêu quốc phòng của Nga cũng đã vượt xa ngân sách cho nhiều lĩnh vực xã hội quan trọng. Ukraine mới đây tuyên bố, các lực lượng nước này đã phá hủy một trong những hệ thống phòng không tầm trung mới nhất của Nga. Trong bối cảnh giao tranh vẫn diễn ra ác liệt ở khu vực Kursk, trong thông báo đăng tải trên trang X, chính phủ Ukraine nêu rõ các binh sĩ Ukraine đã phá hủy hệ thống phòng không Buk M3 của Nga. Kiev cũng đăng tải đoạn video cho thấy cuộc tấn công vào hệ thống phòng không này. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ cho rằng cuộc tấn công dường như được tiến hành tại một địa điểm ở phía đông thành phố Rinsk ở Kursk. Ukraine được cho là đang kiểm soát khu vực phía đông nam của tỉnh Kursk. Bộ Quốc phòng Ukraine không nêu rõ thời gian hoặc đơn vị tiến hành cuộc tấn công này. Nhưng tiểu đoàn phụ trách các hệ thống không người lái 413 cho biết, họ đã nhắm mục tiêu vào hệ thống tên lửa đất đối không Bắc M3. Trước đó, Ukraine cho biết tiểu đoàn 413 đang hoạt động tại Kursk. Hồi tháng 6, tổ chức Tarmac Alive, một tổ chức phi chính phủ của Ukraine, công bố một đoạn video và cho biết máy bay không người lái UAV cảm tử Sweet Bliss, đã di chuyển hơn 30 km từ tiền tuyến để tấn công hệ thống phòng không bắc của Nga. Buk-M3 là biến thể tiên tiến nhất của dòng hệ thống tên lửa Buk, do tập đoàn quốc phòng Almas An Antey của Nga phát triển từ những năm 1990. Năm 2016, Buk-M3 được đưa vào phục vụ trong quân đội Nga. Hệ thống này được thiết kế để chống lại vô số mối đe dọa trên không, bao gồm tên lửa hành trình, bom thông minh, máy bay trực thăng cũng như máy bay không người lái. Hệ thống Buk-M3 đã trải qua những cải tiến đáng kể so với các hệ thống tiền nhiệm. Một trong những tính năng chính của Buck M3 là các linh kiện điện tử tiên tiến và hệ thống hỏa lực mới có mức độ nguy hiểm cao hơn. Buck M3 sử dụng tên lửa 9M317M mới với tầm bắn được tăng lên đáng kể và hiệu suất tổng thể được nâng cao so với các phiên bản trước đó. Tên lửa có trọng lượng 795 kg với khối lượng đầu đạn nặng 62 kg, có khả năng tiêu diệt mọi loại mục tiêu trên không ở cự ly từ 2,5 đến 70 km tốc độ 3.000m một giây, ở độ cao từ 15m đến 35km. Theo tờ Pravda, khi được một nhà báo hỏi liệu Ukraine có thể ép Nga chấp nhận hòa bình hay không, ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin cho hay, quan điểm này là một sai lầm chết người, họ đã nhầm lẫn nghiêm trọng. Ông Peskov nói, không thể ép buộc Nga chấp nhận hòa bình. Trên thực tế, Nga là nước ủng hộ hòa bình, nhưng với điều kiện là nền tảng an ninh của Nga được đảm bảo, và các nhiệm vụ trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine được hoàn thành. Nhưng nếu những mục tiêu này không đạt được, Ukraine không thể ép Nga. Trước đó, tổng thống Zelensky cho biết cuộc xung đột Nga-Ukraine không thể được làm dịu bớt căng thẳng bằng đàm phán mà cần phải hành động. Nga chỉ có thể bị buộc chấp nhận hòa bình với tư cách là bên đã phát động cuộc chiến. Tuy nhiên, ông không nêu rõ những hành động cần làm là gì. Ông Zelensky một lần nữa đề cao công thức hòa bình của Ukraine và kêu gọi chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần 2 để chấm dứt xung đột với Nga. Ukraine đã mời Trung Quốc, Brazil, các nước châu Á, Mỹ Latin, Mỹ và các nước khác tham gia nhưng không nêu rõ nội dung sẽ thảo luận. Trong khi đó, tờ The Hill đưa tin Mỹ dự kiến công bố khoản viện trợ gần 6 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trước thời hạn nằm trong cơ chế đặc biệt quyền điều chỉnh nguồn lực tổng thống PDA. Khoản tiền này sẽ được công bố dưới dạng một loạt các gói viện trợ quân sự lớn sẽ được triển khai trong nhiều tháng, Tuy nhiên cơ chế viện trợ PDA này sắp hết hiệu lực vì Hạ viện Mỹ chưa phê chuẩn dài hạn. Theo nhiều nguồn tin, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ sớm công bố hàng tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trước thời hạn giải ngân vào cuối tháng. Trước mắt, Bộ Quốc phòng Mỹ công bố gói hỗ trợ an ninh bổ sung cho Ukraine với tổng giá trị 375 triệu đô la Mỹ. Gói viện trợ này bao gồm đạn cho tổ hợp HIMARS, đạn pháo 105 và 155 mm, tên lửa chống tăng Javelin, AT4 và TOW thiết bị kháng mìn và nhiều loại khí tài, thiết bị khác. Khi được hỏi về ý định của chính quyền Mỹ đối với số tiền viện trợ còn lại, Phó Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết bà không có thông báo nào. Bà chỉ cho biết Washington cam kết đảm bảo Ukraine nhận được các nguồn lực mà quốc hội đã phê duyệt trước khi nhiệm kỳ của Tổng thống kết thúc và chúng tôi đang làm việc với cơ quan liên ngành để xúc tiến. Viện trợ cho Ukraine thường được giải ngân theo từng đợt hàng trăm triệu đô la Mỹ, sau đó thiết bị sẽ được chuyển đi trong vòng vài ngày hoặc vài tuần, Cách làm này nhằm tránh làm rỗng kho dự trữ của lầu năm góc và tính đến thời gian để bổ sung vũ khí. Nga được cho là đã đề xuất Belarus cung cấp các tổ hợp pháo phản lực dẫn đường MLRS Polonez từ lâu và động thái mới nhất cho thấy viễn cảnh trên nhiều khả năng sắp xảy ra. Hãng thông tấn Bentea nói rõ, hiện tại các chuyên gia quân sự Belarus đang huấn luyện binh sĩ Nga vận hành hệ thống pháo phản lực phóng loạt MLRS tầm xa và có độ chính xác cao Polonez cỡ nòng 300mm Trước tình hình trên, Đại tá nghỉ hưu Victor Baranes, cựu chỉ huy lực lượng phòng không thuộc Bộ Tư lệnh Đặc nhiệm Không quân Nga, hiện tại giữ vai trò chuyên gia quân sự và nhà báo, đã đưa ra một số đánh giá đáng quan tâm. Nhà phân tích nhấn mạnh việc các cố vấn quân sự Belarus hiện đang huấn luyện binh sĩ Nga cách sử dụng tổ hợp Polonez ngay tại thời điểm diễn ra cuộc trò chuyện. Địa điểm chính là thao trường Asuluk ở vùng Astrakhan, biên giới giáp Kazakhstan. Tôi nghĩ rằng vũ khí này có thể giúp quân đội Nga rất nhiều nhưng chỉ trong trường hợp Trung Quốc cho phép sử dụng tên lửa của họ. Mặc dù hiện nay có thông tin về việc các nhà thiết kế thông minh và có trình độ cao người Belarus đã chế tạo thành công tên lửa nội địa. Đại tá Baranes nói rõ, tôi luôn cầu chúc cho các bạn, những người anh em. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là một bước phát triển rất rộng trong quá trình phát triển loại vũ khí đặc biệt nói trên. Và ông gọi Polonez MLRS là một tổ hợp đáng sợ và một hệ thống vũ khí xuất sắc ra mắt trong cuộc duyệt binh ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5 ở Minsk năm 2015 và được đưa vào sử dụng trong lực lượng vũ trang Belarus một năm sau đó. Polonez là hệ thống phóng rocket đa nòng độc đáo do Belarus sản xuất được thiết kế để thực hiện các cuộc tấn công chính xác nhắm vào nơi tập trung binh lực, xe thiết giáp, sở chỉ huy, kho đạn dược, sân bay của đối phương. MLRS Polonez bắn tên lửa cỡ nòng 301mm và có thể tấn công tới 8 mục tiêu đồng thời trên một diện tích lên tới 400 km vuông. Hệ thống này do nhà máy cơ điện chính xác Belarus chuyên về pháo và tên lửa hiện đại phát triển. Tên lửa của Polonez được dẫn đường bằng hệ thống dẫn đường quán tính, hiệu chỉnh bằng vệ tinh và có tầm bắn hiệu quả 200 km đối với mẫu cơ sở và lên tới 300 km đối với biến thể Polonez M nâng cấp. Tên lửa dài 7,26 m, nặng 750 kg khi phóng và có đầu đạn nổ phân mảnh mạnh 140 kg. Đầu đạn của tên lửa có thể lao xuống mục tiêu với tốc độ 700 m một giây ở góc lên tới 80 độ ở giai đoạn cuối. Tốc độ cao kết hợp với bề mặt phản xạ nhỏ khiến chúng cực kỳ khó bị hệ thống phòng không của đối phương đánh chặn. Tên lửa của Polonets có bán kính sai số từ 30 đến 45 m khi bắn ở tầm bắn tối đa. Mặc dù thử nghiệm năm 2016 cho thấy sai số chỉ ở khoảng 1,5 đến 10 m tầm bắn tối thiểu của biến thể Polonez cơ sở là 50 km và 120 km đối với Polonez M. Các bệ phóng Polonez được đặt trên khung gầm cơ động hạng nặng MZKT 7930-8x8 do nhà máy máy kéo bánh lốp Minsk sản xuất. Các biến thể của khung gầm này cũng được sử dụng cho một loạt nền tảng tên lửa của Nga từ hệ thống tên lửa Iskander và hệ thống phòng thủ bờ biển BAN cho đến MLRS Uragan 1M, radar, vân vân xe có tốc độ tối đa lên tới 70 km h trên đường cao tốc và phạm vi hoạt động lên tới 1.000 km. Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra thêm một lời đe dọa hạt nhân dành cho phương Tây và Ukraine. Trong bối cảnh kế hoạch chiến thắng của Kiev đang trên đường đến Nhà Trắng, một số nhà quan sát phương Tây cho rằng lời đe dọa này có thể chỉ là một đòn gió, trong khi các học giả và quan chức Nga cho rằng mọi khả năng vẫn còn đang được để ngỏ. Tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga, người đứng đầu Điện Kremlin tuyên bố Nga cần phải cập nhật học thuyết hạt nhân để xác định rõ ràng các tình huống có thể thúc đẩy Moscow tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân. Ông Putin nhấn mạnh, bất kỳ cuộc tấn công nào được hỗ trợ bởi một cường quốc hạt nhân đều được xem là một cuộc tấn công liên minh vào Nga. Ông cũng nói thêm, chúng tôi có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp có hành động xâm lược chống lại Nga và Belarus. Quyết định thay đổi học thuyết hạt nhân chính thức của Nga được coi là câu trả lời của Điện Kremlin trước các cuộc thảo luận ở Mỹ và Anh về việc có nên cho phép Ukraine dùng tên lửa của phương Tây tấn công vào lãnh thổ Nga hay không. Hiện vẫn có những rào cản nhất định về phạm vi Ukraine được phép sử dụng vũ khí viện trợ trong giao tranh với Nga. Ukraine là một quốc gia phi hạt nhân, song nước này đã nhận được sự hỗ trợ quân sự lớn từ Mỹ và các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân khác kể từ đầu cuộc xung đột. Trong những năm gần đây, các cuộc đối thoại giữa Moscow và Washington về việc kiểm soát vũ khí hạt nhân gần như đã đình trệ. Kể từ đầu năm 2022, Điện Kremlin đã nhiều lần tuyên bố sẽ thay đổi học thuyết hạt nhân của nước này. Song giới quan sát vẫn nhận định rằng những động thái như vậy chỉ đơn thuần là đòn chính trị nhằm ngăn dòng chảy viện trợ tiếp tục đổ về Kiev. Chuyên gia hạt nhân Maxim Starchak viết trong một bài phân tích gần đây cho Quỹ Energy, mỗi lần Kiev được cung cấp vũ khí mới, được phép sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công lãnh thổ Nga hoặc tấn công hệ thống cảnh báo tên lửa của Nga. Moscow lại dùng đến các mối đe dọa hạt nhân. Điều này gần như đã trở thành thông lệ. Tuy nhiên, các quan chức và học giả Nga đã nhanh chóng củng cố tuyên bố của ông Putin. Phát biểu với phương tiện truyền thông nhà nước Nga, ông Andrei Katapolov, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng tại Hạ viện Nga cho biết, những thay đổi được đề xuất sẽ giúp học thuyết này trở nên linh hoạt và hiệu quả và phù hợp với thực tế hơn. Chia sẻ trên trang Telegram cá nhân, nhà hoạt động xã hội Nga Sergei Markov cho biết, ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật hiện đã được hạ xuống và dự đoán rằng Moscow sẽ dễ dàng triển khai các loại vũ khí như vậy hơn. Ông Markov viết, vẫn có khả năng Nga sẽ tấn công Kiev bằng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Hồi tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, học thuyết hạt nhân của Nga là một công cụ sống, có thể thay đổi theo các sự kiện thế giới. Các quan chức cấp cao của Nga, bao gồm cả Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Sergei Ryabkov và phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã thảo luận về các thay đổi tiềm tàng đối với học thuyết hạt nhân trong những tháng gần đây. Hồi cuối tháng 8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tiết lộ tài liệu này đang được tái xem xét. Học thuyết hạt nhân trước đây được nêu trong sắc lệnh năm 2020 của ông Putin nêu rõ, Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trong trường hợp bị kẻ thù tấn công hạt nhân chiến thuật hoặc bị tấn công bằng các vũ khí thông thường nhưng đe dọa đến sự tồn vong của nhà nước. Ông Sergei Karaganov, một nhà khoa học chính trị và là người có quan điểm cứng rắn về chính sách đối ngoại của Nga, đã trả lời từ Kommersant vào đầu tháng này rằng Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân chiến thuật cục bộ vào một quốc gia NATO mà không cần phải gây ra một cuộc xung đột hạt nhân chiến thuật toàn diện. Ông Karaganov nhấn mạnh, mục tiêu chính của học thuyết hạt nhân của Nga là đảm bảo rằng Nga đã sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật khi cần thiết. Mới đây, hãng thông tấn TASS dẫn lời Thiếu tướng Apti Alaudinov chỉ huy lực lượng biệt kích Akmat, phó cục trưởng cục chính trị và quân sự của lực lượng vũ trang Nga cho biết, quân đội Nga đã tạo ra hệ thống phòng thủ đa tầng ở Kursk. Ông tuyên bố: "Nga đã thiết lập một số tuyến phòng thủ. Dựa trên điều này, tôi nghĩ rằng đối phương đã nhận ra rằng họ không thể tiến xa hơn qua các công sự này. Họ thậm chí không thể tiến qua phòng tuyến đầu tiên của chúng tôi nơi chúng tôi đang hiện diện." Ông Alaudinov Al nhấn mạnh: "Ngay cả những đơn vị mà lực lượng vũ trang Ukraine cố gắng đưa đến khu vực này cũng đang chịu tổn thất nặng nề." Theo tướng Alodinov, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hầu hết nguồn lực mà họ có khi tiến vào vùng biên giới Kurt của Nga. Trước đó, tướng Alodinov xác nhận Ukraine bị tổn thất nặng nề khi đưa quân vào Kurt. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Oleksandr Sisky cho biết một trong những mục tiêu của chiến dịch Kurt là chuyển hướng lực lượng Nga khỏi các khu vực khác trên tiền tuyến, chủ yếu là ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, Moscow đang tiến công mạnh và có nguy cơ kiểm soát Pokrovsk, tuyến hậu cần huyết mạch của Kiev ở miền đông, Tổng thống Putin tuyên bố lực lượng Nga đang đẩy lùi binh sĩ Ukraine khỏi Kursk, nơi Kiev phát động cuộc xâm nhập lớn nhất của lực lượng nước ngoài vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến II. Ông Putin nhấn mạnh, nhiệm vụ thiêng liêng của lực lượng vũ trang Nga là làm mọi cách để đẩy lùi đối phương ra khỏi những vùng lãnh thổ này và bảo vệ công dân của chúng ta một cách đáng tin cậy. Theo Tổng thống Putin, bằng cách điều động một số lượng lớn đơn vị được huấn luyện tốt vào khu vực biên giới của Nga, Ukraine đã làm suy yếu khả năng phòng thủ của chính nước này và cho phép Moscow đẩy nhanh tốc độ tấn công ở miền đông Ukraine. Cách đây ít hôm, các chuyên gia nhận định vẫn còn quá sớm để đánh giá liệu Ukraine có thể giữ vững những vùng đất đã giành được ở Kurt hay không. Chuyên gia quân sự Serhiy Zhuguret của Ukraine cho rằng cuộc phản công của Nga là điều đã được dự đoán từ trước và điều này có thể cho phép Ukraine đạt được một số mục tiêu ban đầu của chiến dịch xâm nhập Kurt. Chuyên gia này viết, Nga cuối cùng đã thực hiện bước đi mà các nhà hoạch định quân sự của chúng tôi dự đoán khi chuẩn bị cho cuộc tấn công Kursk. Mục đích của Ukraine là buộc đối phương phải triển khai lực lượng từ các khu vực khác, trong đó có cả Pokrovsk đến mặt trận mới này. Chúng tôi cũng muốn tạo ra vùng đệm ở gần Sumy và đảm bảo bắn hạ binh sĩ hoặc thu giữ thiết bị quân sự của Nga nhiều nhất có thể. Theo Reuters, cơ quan tình trạng khẩn cấp của Nga cho biết một thiết bị bay không người lái UAV của Ukraine đã thả một quả đạn xuống khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở Ukraine, mặc dù không có thiệt hại nào từ khi xung đột nga-Ukraine nổ ra nhà máy điện Zaporizhia đã nhiều lần bị tấn công bằng pháo binh và máy bay không người lái UAV. Cả Nga và Ukraine đều đổ lỗi cho nhau là thủ phạm đứng sau các cuộc tấn công. Hồi tháng trước, nhà máy điện này tiếp tục nhận thiệt hại khi một đám cháy đã được ghi nhận ở tháp giải nhiệt. Tuy nhiên, người chuyên trách về truyền thông của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, bà Evgenia Yashina cho biết tháp giải nhiệt này không tham gia vào việc làm mát. Vì vậy, vụ cháy không ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy. Trước đó, thống đốc tỉnh Zaporizhia do Nga chỉ định, ông Evgeny Balitsky cho biết cả 6 tổ máy của nhà máy đều ở trạng thái ngừng hoạt động, không có nguy cơ nổ hơi nước, trong khi mức phóng xạ xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia và thành phố Enegoda vẫn bình thường. Trong bối cảnh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia thường xuyên gặp tổn thương và có nguy cơ tạo ra một cuộc khủng hoảng hạt nhân trong khu vực, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã lên tiếng cảnh báo cả Nga và Ukraine nên kiềm chế để tránh hậu quả đáng tiếc. Cho đến đầu tháng 9, Giám đốc IAEA Rafael Grossi đã đến thăm và đánh giá tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đang rất phức tạp, song khẳng định IAEA đang cố gắng ổn định tình hình và xem xét các vấn đề kỹ thuật trong khu vực. Phát biểu trong chuyến thăm nhà máy Zaporizhia, ông Grossi đánh giá tình hình tại đây đang rất mong manh bởi các hoạt động quân sự của Moscow và Kiev. Bên cạnh đó, ông Grossi cũng đã xem xét hiện trường vụ hỏa hoạn tại một trong những tháp làm mát của nhà máy kể trên và xác định ngọn lửa không xuất phát từ bản thân tháp này, qua đó làm gia tăng khả năng về việc khu vực trên đã bị tấn công. Zaporizhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, đã nằm trong tầm kiểm soát của các quân đội Nga kể từ tháng 3 năm 2022 và hiện cũng vẫn nằm gần khu vực tiền tuyến giữa hai bên giao tranh. Đài CNN dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết, hàng chục binh sĩ Mỹ đã được triển khai tới Cộng hòa Sip trong bối cảnh căng thẳng gia tăng mạnh mẽ giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban. Động thái này diễn ra khi Washington đang chuẩn bị cho một loạt các tình huống bất ngờ, bao gồm khả năng tiến hành hoạt động sơ tán công dân Mỹ khỏi Liban nếu một cuộc xung đột toàn diện giữa Israel và lực lượng Hezbollah nổ ra. Vừa qua, thư ký báo chí Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Pat Ryder cho biết Quân đội Mỹ sẽ triển khai một số lượng nhỏ binh sĩ Mỹ tới khu vực, nhưng ông từ chối cho biết có bao nhiêu binh sĩ Mỹ được triển khai, cũng như họ được điều động đến đâu và thuộc lực lượng nào. Bộ ngoại giao Mỹ cũng đã nhiều lần khuyến cáo công dân nước này rời khỏi Liban khi các chuyến bay thương mại vẫn còn. Ship đã đóng vai trò quan trọng trong việc giúp sơ tán công dân nước ngoài khỏi Liban trong cuộc xung đột của Israel với Hezbollah ở Liban năm 2006, tạo điều kiện cho hàng chục nghìn người rời đi. Khi họ chạy trốn khỏi cuộc xung đột, Phó Phát ngôn Chính phủ Cộng hòa SIP, ông Giannis Antonio đã nói với hãng tin Reuters vào tháng trước rằng quốc đảo này một lần nữa sẵn sàng hỗ trợ nếu cần. Trong khi đó, Anh tuyên bố sẽ điều 700 binh sĩ đến SIP để chuẩn bị cho khả năng sơ tán khẩn cấp công dân Anh khỏi Liban trong trường hợp cần thiết. Trong diễn biến liên quan, hãng thông tấn IRNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani cảnh báo. Israel sẽ gánh chịu những hậu quả nguy hiểm sau loạt không kích nhằm vào phong trào Hezbollah ở Liban. Ông Kanani nhấn mạnh hoạt động quân sự mà Israel đã tiến hành ở các vùng lãnh thổ của Palestine và mở rộng xung đột sang Liban là ví dụ rõ ràng của mối đe dọa nghiêm trọng tới hòa bình khu vực và quốc tế. Bên cạnh đó, các phong trào được coi là trục kháng chiến của Iran ở Trung Đông, gồm Hamas tại giải Gaza, nhóm dân quân ở Iraq và Houthi ở Yemen cũng ra tuyên bố ủng hộ Hezbollah. Tại Iraq, các nhà lãnh đạo của các phe phái dân quân Iraq bao gồm Kataib Said al-Suhada và Asaib al anhak đã công khai tuyên bố sẵn sàng triển khai hàng nghìn chiến binh cùng vũ khí và tiền bạc để hỗ trợ Hezbollah. Tại Yemen, người phát ngôn của Houthi, Mohammed Abdul Salam tuyên bố, chúng tôi khẳng định rằng Yemen đứng về phía Liban và lực lượng kháng chiến Hồi giáo của họ. Người phát ngôn trên cũng hối thúc các quốc gia khác trong khu vực đóng vai trò tích cực hơn trong việc phản đối các cuộc tấn công của Israel. Quân đội Mỹ gần đây thừa nhận, hầu thi đã bắn hạ 20 máy bay MQ9 trong hồi giữa tháng. Nhóm vũ trang ở Yemen này trước đó đã đăng nhiều hình ảnh dường như cho thấy quá trình ngắm bắn tên lửa. Khoảnh khắc trúng mục tiêu và xác của thiết bị trị giá 30 triệu đô la Mỹ một chiếc này. MQ-9 Reaper là UAV vũ trang do tập đoàn General Atomics của Mỹ chế tạo cho không quân Mỹ. Có thể bay ở độ cao hơn 15.000 m và hoạt động liên tục trong 24 tiếng. MQ-9 Reaper được lực lượng không quân Mỹ sử dụng để thu thập thông tin tình báo và thực hiện các nhiệm vụ giám sát, tìm kiếm cứu nạn và tấn công chính xác vào các mục tiêu có giá trị cao và mục tiêu cần phản ứng nhanh. Theo nhà sản xuất, MQ9 được trang bị hệ thống tự vệ có khả năng phát hiện mối đe dọa và triển khai biện pháp ứng phó vũ khí phòng không của đối phương. Hầu thì tuyên bố đã bắn hạ 10 chiếc MQ9 kể từ tháng 10 năm 2023 khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas bùng nổ ở giải Gaza. Tuy nhiên, người phát ngôn của Northrop Grumman, Pat Ryder nói con số này là không chính xác. Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia nhà trắng cho biết, "Chúng tôi đã nhiều lần chỉ trích Iran vì sự ủng hộ của họ dành cho Houthis và sẽ tiếp tục hợp tác với các đồng minh và đối tác để đảm bảo an toàn cho nhân sự và năng lực của quân đội Mỹ trong khu vực." Ông Michael Knight, thuộc Viện Chính sách Cận đông Washington, nói với đài NBC rằng, "Houthi đã cải thiện hệ thống phòng không của họ bằng vũ khí chính xác hơn trong những tháng gần đây, trong đó có nhiều vũ khí từ Iran." Ông Knight cho biết. Các tên lửa và hệ thống mà Houthi mới nhận được từ Iran bao gồm tên lửa đất đối không 358 và SA-2. Cả hai đều có thể bắn trúng Reaper hoặc máy bay không người lái khác. Quân đội Mỹ gặp nhiều khó khăn khi muốn ngăn chặn một số hệ thống phòng không của Houthi. Lực lượng này thường không dùng radar mà dựa vào hệ thống quang điện để tìm mục tiêu. Thiết bị này không phát tín hiệu radar khi dò tìm và khó bị phát hiện hơn. Iran trước đây đã cử một tàu do thám đến vùng biển gần Yemen để giúp Houthi xác định mục tiêu và các tàu ở Biển Đỏ. NBC News từng đưa tin, Mỹ đã tiến hành tấn công mạng vào con tàu đó để ngăn chặn Iran chia sẻ thông tin tình báo với nhóm hậu thì. Theo tờ The Guardian, Hezbollah cho biết họ đã phóng tên lửa từ Liban nhằm vào trụ sở cơ quan tình báo Mossad của Israel ngay bên ngoài Tel Aviv. Đây cũng là lần tấn công xa nhất của Hezbollah vào lãnh thổ Israel cho đến nay và là động thái đáp trả trực tiếp cho các cuộc tấn công vào máy nhắn tin, bộ đàm tại Liban vừa qua. Hezbollah cũng cáo buộc chính Mossad đã thực hiện các vụ ám sát lãnh đạo của tổ chức này và kích nổ các máy nhắn tin bộ đàm. Theo xác nhận của quân đội Israel thì đây cũng là lần đầu tiên Hezbollah thực hiện một cuộc không kích vào thủ đô Tel Aviv của nước này. Bình luận về sự việc, tạp chí Breaking Defense đánh giá vụ phóng tên lửa nhắm vào trụ sở cơ quan tình báo Mossad chứng tỏ phạm vi mục tiêu không kích của Hezbollah đã được mở rộng. Trước các mối đe dọa ngày càng lớn hơn của Hezbollah, giới phân tích quốc tế đặt câu hỏi liệu hệ thống phòng không nhiều lớp mang tên vòm sắt đầy tự hào của Israel có thể bảo vệ nước này trước các đợt không kích dày đặc và liên tục từ kho vũ khí đồ sộ của Hezbollah hay không. Theo đó, nếu nhìn về từ hai góc độ, có thể thấy việc Hezbollah tiếp cận được sâu vào lãnh thổ Israel chứng tỏ sức mạnh vũ trang đáng gờm của tổ chức này. Mặt khác, cũng không loại trừ khả năng vòm sắt cũng đang quá tải trước các cuộc không kích thường xuyên diễn ra trong nhiều năm nay theo ước tính của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược CSIS, không giống như kho vũ khí chủ yếu là rocket tầm ngắn của lực lượng Hồi giáo Hamas ở giải Gaza, Hezbollah sở hữu một kho vũ khí đồ sộ bao gồm các rocket nhỏ, tên lửa phòng không, tên lửa chống hạm và tên lửa dẫn đường, với tổng cộng khoảng 120.000 đến 200.000 rocket và tên lửa. Trong khi đó, theo kết luận từ một nghiên cứu kéo dài nhiều năm của Viện Nghiên cứu Chống Khủng Bố thuộc Đại học Richmond, Israel, Hezbollah có thể bắn tối đa 3.000 tên lửa một ngày trong 3 tuần liên tiếp. Theo ý kiến từ nhà nghiên cứu Mesrop Kasemdian tại Đại học London, Anh, thì ông đã bày tỏ lo ngại những đợt không kích như hiện nay của Hezbollah có nguy cơ áp đảo hệ thống vòm sắt, từ đó đe dọa một số mục tiêu quan trọng trên lãnh thổ Israel. Vòm sắt là hệ thống phòng không nổi tiếng của Israel. Đây là một biện pháp phòng thủ tầm ngắn đã đánh chặn hàng nghìn tên lửa và máy bay không người lái UAV do Hamas và Hezbollah, hai nhóm vũ trang có liên kết với Iran, bắn trong vài năm qua. Biện pháp phòng không này hoạt động dựa vào một hệ thống radar và phân tích để xác định mục tiêu tên lửa có gây ra mối đe dọa hay không. Hệ thống này chỉ triển khai tên lửa đánh chặn nếu xác định tên lửa đang bay tới có nguy cơ nhằm vào một khu vực có dân cư hay cơ sở hạ tầng quan trọng. Các tên lửa đánh chặn được phóng theo phương thẳng đứng từ một dàn phóng di động hoặc bệ phóng cố định. Chúng được thiết kế để đánh chặn tên lửa đối phương ở trên không, tạo ra các vụ nổ và tiếng còi cảnh báo. Vừa qua, Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành lệnh trừng phạt hơn 10 thực thể và tàu thuyền mà nước này cho là có liên quan đến việc vận chuyển dầu thô và khí đốt hóa lỏng của Iran tới Syria và Đông Á. Trong tuyên bố, Bộ Tài chính Mỹ cho biết có 4 tàu trong số trên liên quan đến đội tàu của ông Trùm vận tải biển Syria Abdun Jalil Mala, vốn bị Washington áp đặt biện pháp trừng phạt vào năm 2021. Và người anh em trai của ông Abdun là ông Luay Al Mala. Ông Luay Al Mala cũng bị đưa vào danh sách đen trong đợt này. Bộ cũng cáo buộc hai anh em nhà Mala tiếp tục sử dụng đế chế vận tải biển của mình để hỗ trợ Iran. Hiện Iran và Syria chưa đưa ra tuyên bố nào về thông tin trên. Iran đang là nước sản xuất dầu mỏ lớn thứ ba trong OPEC, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ. Năm 2018, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tá đặt lệnh trừng phạt lên dầu thô với nước này. Ông rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân JCPOA mà Washington và Tehran đạt được vào năm 2015. Trong hai năm qua, chính quyền của ông Biden đã nỗ lực khôi phục JCPOA nhưng chưa thành công. Vì vậy, Mỹ buộc phải tìm cách ngăn tê Iran lách luật để bán dầu ra nước ngoài bằng cách trừng phạt các doanh nghiệp Trung Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và nhiều nước khác. Đòn trừng phạt mới nhất của Mỹ có mục đích chính là để hạn chế sức mạnh kinh tế của Iran và Hezbollah trong bối cảnh Washington đang tìm cách giảm nhiệt căng thẳng tại Gaza. Tuy nhiên, theo tờ Wall Journal nhận định, những đòn trừng phạt hà khắc này đã vô tình tạo ra một nền kinh tế ngầm toàn cầu gắn kết các đối thủ chính của phương Tây với trung tâm là Nga và Trung Quốc. Dù vậy, theo các quan chức phương Tây và dữ liệu hải quan, Bắc Kinh ngày càng thành công trong việc ngăn chặn những nỗ lực do Mỹ dẫn đầu này bằng cách củng cố quan hệ thương mại với những quốc gia bị trừng phạt khác. Khối các quốc gia bị Mỹ và đồng minh phương Tây trừng phạt hiện có quy mô kinh tế đủ lớn để phòng vệ trước cuộc chiến kinh tế và tài chính của Washington. Họ có thể giao dịch mọi thứ chứ không chỉ dầu mỏ. Nhu cầu thương mại của khối các nước bị Mỹ trừng phạt luôn được điều chỉnh phù hợp. Ví dụ, một mặt, Trung Quốc mua dầu từ ba cường quốc trong OPEC là Nga, Iran và Venezuela với mức giá chiết khấu cao. Đó là một cơ hội bất ngờ đối với quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới. Nước đã mua hơn 11 triệu thùng dầu mỗi ngày vào năm ngoái để duy trì hoạt động kinh tế. Ngược lại, các quốc gia bán dầu sẽ có doanh thu mà họ cần để mua hàng hóa bị phương Tây và Mỹ hạn chế trong lệnh trừng phạt. Lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq, một nhóm dân quân thuộc dòng Hồi giáo CIA đã lên tiếng thừa nhận tiến hành vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào một địa điểm quan trọng ở Eilat, thành phố cảng miền nam Israel. Nhóm này tuyên bố rằng vụ tấn công trên được thực hiện nhằm thể hiện tình đoàn kết với nhân dân Palestine và Liban, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu của Israel. Tuy nhiên, nhóm này không cung cấp thêm thông tin chi tiết về những khu vực bị ảnh hưởng do các cuộc tấn công của họ cũng như con số thương vong. Trong khi đó, người phát ngôn của quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết còi báo động đã được kích hoạt ở Eilat sau khi phát hiện có sự xâm nhập của hai thiết bị bay không người lái. Một tàu của Hải quân Israel đã đánh chặn một thiết bị bay không người lái nêu trên, trong khi chiếc còn lại đã rơi xuống khu vực cảng Eilat. Theo thống kê sơ bộ, có hai người bị thương nhẹ trong vụ việc này. Trước đó, nhóm trên tuyên bố đã thực hiện nhiều vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa nhằm vào các mục tiêu của Israel. Cách đây ít hôm, nhóm kháng chiến Hồi giáo ở Iraq cũng tuyên bố đã tiến hành cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV và một mục tiêu ở thung lũng Jordani bị Israel kiểm soát. Về phía Israel, quân đội nước này tuyên bố đã phóng tên lửa đánh chặn về phía một chiếc UAV từ Iraq và được xác định là bay vào lãnh thổ Israel qua Syria. Không có thương vong nào được ghi nhận. Kể từ khi bùng phát xung đột ở Gaza hồi tháng 10 năm ngoái, lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Israel và Mỹ ở trong khu vực. Động thái được cho là nhằm thể hiện sự ủng hộ người Palestine ở Gaza. Vào tháng 8 năm nay, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi và Thủ tướng Iraq Mohammed Sia al-Sudani đã kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép quyết liệt để hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn ở giải Gaza. Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt tình trạng khó khăn về nhân đạo ở giải Gaza và ngăn chặn Israel leo thang xung đột ở bờ Tây. Hai nhà lãnh đạo cũng kêu gọi khởi động lộ trình chính, chính trị nghiêm túc, đảm bảo quyền hợp pháp và công bằng của người dân Palestine trong công cuộc xây dựng một nhà nước độc lập dọc theo các đường biên giới năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô để thiết lập hòa bình, an ninh và phát triển trong khu vực.